Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ đổi được cái phông chữ ở trên điện thoại Android, cụ thể là điện thoại Android của Samsung nha. Các bạn thấy là ở trên đây thì điện thoại của mình đã đổi sang một cái phông chữ khác và mình vào cái phần cài đặt thì các bạn thấy tất cả những cái phông chữ đã được thay đổi. Và bây giờ thì các bạn muốn thay đổi một cái phông chữ nào theo cái ý thích của các bạn thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại Samsung. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phần màn hình. Ở trong cái phần màn hình này thì nó sẽ có một cái phần đó là cỡ form và kiểu form đó. Thì các bạn sẽ tùy chỉnh được hai cái thứ. Thứ nhất là các bạn có thể tùy chỉnh được cái cỡ form, có nghĩa là cái kích thước chữ to hoặc nhỏ thì các bạn kéo xuống cái phần chữ A nó bé thì là cái phần chữ nó sẽ nhỏ lại, hoặc là các bạn có thể kéo lên. Trường hợp là chúng ta mua điện thoại cho phụ huynh của chúng ta, mắt đã kém rồi, nhìn kém, giờ chúng ta cần phải cái chữ nó to lên thì các bạn sẽ kéo cái phần này, cái phần về phía cái chữ A lớn thì cái form chữ nó sẽ to lên và nó sẽ hiển thị như thế này. Thì phụ huynh của chúng ta ở nhà sẽ sử dụng điện thoại một cách dễ dàng hơn và không cần phải là đeo kính hay là cần phải nhìn thật kỹ thì mới có thể đọc được chữ. Thì như thế này thì phụ huynh của chúng ta ở nhà vẫn có thể sử dụng được. Đó. Hoặc là đối với các bạn có cái phần thị lực bình thường thì chúng ta có thể là giảm cái cỡ chữ xuống để cho nhìn cho nó đẹp hơn và nó sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn được cái phần là kiểu form này. Đó, thì trong cái phần kiểu form này nó sẽ có một cái mục, đó là mục mặc định. Thì cái chữ nó sẽ về cái chữ mặc định của chúng ta, nó là chữ như thế này. Và các bạn muốn chuyển sang cái chữ khác thì các bạn vào cái phần kiểu form và các bạn sẽ chuyển. Ở đây thì nó sẽ có một vài những cái dạng mẫu sẵn, ví dụ như là cái kiểu form chữ là Samsung One này. Đó, ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy là những cái phần này nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần tải về form. Thì trong cái phần tải về form này thì nó sẽ rất nhiều, nó sẽ có rất nhiều những cái kiểu form khác nhau và các bạn có thể tải về. Ở đây thì nếu các bạn muốn tải về xong nó sẽ hiển thị cái ứng dụng đã cài đặt thì các bạn sẽ bật cái phần này lên. Đó. Ở đây thì mình đã tải sẵn về một vài những cái kiểu form chữ rồi. Và nếu các bạn muốn yêu thích muốn tải thêm thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu tải xuống thôi. Các bạn chỉ cần sử dụng cái tài khoản Samsung là được. Đó. Và các bạn chờ. Đây, các bạn sẽ nhấn tải một loạt những cái form chữ. Sau đó các bạn có thể chờ. Sau khi cái form chữ nào được tải thành công thì các bạn có thể là áp dụng cái form chữ đó nha. Đó, như vậy là cái form chữ mình vừa tải vừa rồi thì nó sẽ tính phí, cho nên là mình sẽ tiến hành là không tải cái form chữ đó nữa. Rồi, mình sẽ quay lại này. Mình sẽ quay lại cái ứng dụng cài đặt này. Đó, thì khi mà mình quay lại cái ứng dụng cài đặt này thì mình đã tải thêm được một vài những cái form chữ mới và mình sẽ thay đổi. Đây, mình sẽ quay trở lại cho các bạn xem. Và bằng cái cách này thì các bạn hoàn toàn có thể là tải cho mình những cái form chữ yêu thích ở trên cái điện thoại Samsung của chúng ta, thì chúng ta có thể tùy chỉnh thay đổi làm sao để chúng ta sử dụng cái điện thoại Samsung của chúng ta một cách thoải mái nhất và tùy biến theo cái sở thích cá nhân của chúng ta nhất. Và nếu như các bạn tải những cái form chữ trên cái cửa hàng Shopify này thì cũng được. Nếu như các bạn tải những cái form chữ ở trên cái cửa hàng Shopify này thì có thể là nó sẽ không tương thích với cái điện thoại của các bạn, hoặc là nó sẽ bị cài sẵn một vài những cái phần mềm, ví dụ như là những cái phần mềm virus hay là những cái phần mềm độc hại thì nó sẽ có hại cho cái điện thoại của chúng ta, và không phải lúc nào nó cũng sẽ tương thích 100% với cái điện thoại mà chúng ta đang dùng. Nó tùy thuộc vào cái hãng sản xuất, cái phiên bản Android mà chúng ta đang sử dụng và cũng như là cái kích thước, cái tỷ lệ màn hình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái tính năng có sẵn ở trên điện thoại Samsung hỗ trợ để chúng ta có thể là sử dụng những cái form chữ mà chúng ta yêu thích ở trên điện thoại của chúng ta. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.